Để theo dõi được thời gian làm việc của các thành viên trong dự án thì có thể truy cập vào mục 3 của phần time sheet, đó là Team Working Calendar. Chọn dự án mà mình muốn xem nếu bạn có tham gia nhiều hơn một dự án. Tại mục này, bạn có thể xem được ở trong dự án của mình ai là người xin nghỉ hôm đó, ai đi on-site hoặc ai đang làm việc tại nhà.